thì nó cao, rồi mẹ thoát cao lắm, ngập đầu ngập với. Cây xịt là cây chọn rồi. Vâng, chào bác nhớ. Quá 3 mét. Tán to. Hàng này y như hàng bà Sơn mẹ rồi. Tán cũng bé hơn bà Sơn, nhưng mà dốc ác. Toàn chân dài nhá. To à? Xem con này có được phanh 20 không nào, đưa đây. 19. Đưa đây. Bố mày đo rồi. Mày đo đi sao nào, đo lại đi. Mười. Vâng, 20. Ngủ. 20 là sát gốc. Vâng, vâng. Thân trên này này. Đo thoát xem nào. Thì anh hỏi cho em cái mộc chưa? Tán to phết này. Tưởng tán bé lên to phết này. 80. Hơn bà Sơn. À, hơn bà Sơn. Thoát kìa. Con này cũng phải 18. 18. Thoát, thoát đi mẹ, thoát này. Úi xù con này à. Thoát mét 7. Ít nhất nó phải mét 6. Ô tổ sư. Vành con này cũng phải 14. Thoát thẳng tưng. Không sẹo một tí gì luôn. À, mà thích dốc nữa, dốc lên tít thằng trên kia. À, phải hơn 2 mét. Thoát hơn 2 mét. Tán cũng to. À, như thế này phải 1m7. Ngập đầu ngập với. Lên cả tay tôi nữa này. Mày xem thoát bao nhiêu nào, Việt Anh ơi. Con này thoát 1m75. Thoát 1m75 à? Xịt rồi à? Vành gốc con này cũng phải 15. Ở đây nó đều. Tuyển vô. Hàng chạy phải thoát. Thoát. Giữ một thằng, giữ một thằng ấy. 1m7. Và biết ngay thoát ngập đầu ngập với mà. Ngập đầu ngập với 1m7. Bố cái thanh họ nhà mày. Đo cái gốc như nào. Mày bảo ai đo ấy cơ, bảo. Đo đi. Nó có chủ ngữ vị ngữ nhá. Mày ừ, bạn không? bạn ấy đi. Bạn đo đi. Mẹ mọc 5 đồng rồi. Như chủ rẻ cũ. 17. 17. Nhìn cả. Đùa thế chứ. Tôi công nhận nó thoát cao thật. Mà tán to. Hàng hôm trước đánh rồi toàn như này. Đại con này thì đéo chọn này. Đi mẹ thằng tức. Con đi vanh được 14 đến 15 như bao nhiêu? Con này nếu mà vanh gốc thì nó phải gần 20. 20. 20. Mẹ thoát kinh. Đấy. Úi xưa, con được bên cạnh. Úi xưa. Mới phải nhặt thêm được khá nhiều nữa. Ôi gì tè dẫm hết vào mọc của người ta rồi. Đi gọn vào con. Được. Hàng này rất tiềm năng. Này. Thẳng như cột nhà. Đi gọn.